thằng bạn hồng mà cái thằng đó nó quen bạn mấy năm trời luôn, mọi giờ đi ăn cái mình liếm mắt đưa tình mình cướp thằng đó, giờ thằng đó nó còn với mình nên bạn nghĩ bạn tức coi, bạn nghĩ con nhỏ đó nó tốt thôi. Bởi vì nó cái tính bình thường á, chơi không có tốt. Tại vì hồi đó là thằng Quỳnh nó quen với nhỏ cháu của con Vi á, quen với nhỏ cháu của mình là con Vi, sau này nó bỏ thằng Quỳnh rồi nó mới qua nó quen với ông Vũ á. Không có kệ, sao không con người thằng Quỳnh sao mình đi ăn chung với thằng Quỳnh à, với con Vi cháu mình à, là mình biết rõ con người của thằng Quỳnh á. Hồi đợt đó nó quen, hồi đợt đó thằng Quỳnh nó thái mình với lắm luôn, tại mình với nó là tin Quỳnh với nhau. Vô không ngồi yêu cầu mình không à, nhưng mà ở đầu quen mình chịu chơi với mình chứ mình không chịu quen, rồi sau này mình mới dắt nhỏ cháu mình vô ngăn làm cái nhỏ cháu mình á, ngồi với Quỳnh nó là cháu của con Quỳnh á, cái thằng quỷ này nó quen với con Vi luôn, nhưng mà đi ăn vẫn dắt mình đi theo đi ăn chung, mà đội 12 dì cháu người ta cũng ngủ hết luôn đó, thằng Quỳnh nó cũng nín thối lắm, nhưng mà đàn ông mà bạn. Nếu như mình mà có cái tính xấu như không thương á, là hồi đợt đó là thằng Quỳnh nó đang quen với con Vi cháu mình á, là mình muốn quen với thằng Quỳnh dễ thôi, mình quen luôn thằng Quỳnh luôn rồi, mình cướp thằng Quỳnh luôn rồi. Mình phải kêu người mình look so angry. Tại vì con người mình nó cái bản tính đâu ra đó đàng hoàng, một cái đứa nào thì á, ấy là mình cho dù cái thằng nó có xấu với mình hay nó có mê mình nào nó, cái nào ra đó không chơi bậy bạ được. Các em cầu thiện cầu kêu hoàn toàn yêu cầu những sự. Ok, I'll say bye.